Xin chào tất cả bạn, hôm nay công ty cổ phần kiến trúc Kisato chúng tôi đang khảo sát thiết kế cho nhà anh Lam ở khu đô thị Thanh Hà. Sau đây xin mời các bạn tham quan qua quy trình khảo sát của công ty chúng tôi ạ. Anh Trung Anh quay qua cho mọi người cái khu đất xung quanh. Thì hiện tại đây là một cái khu đất trống đúng không anh? Anh có thể chứng minh hiện tại đây là một khu đất trống, thì đất của nhà anh Nam là cách cái đường nhánh là 15m, và sau đó đến đất nhà anh Nam thì có chiều rộng mặt tiền phủ bì là 5m và chiều sâu là 17m. Đây là một cái đường nhánh cách từ vỉa hè đường nhánh chỗ máy xe vàng vào là 15m. Đây là mặt tiền sau khi quay lên là đối diện với lại khu chung cư. Quay qua cái đường rồi xem. Đây là đường đường chính này. Đường mặt tiền nhà anh Nam. 5 x 17 đúng không? 5 x 17 mét. Chắc cái chỗ này là quay ra đây rồi cái kia là quay sang bên đấy luôn. Đúng rồi, đây đúng quay không? Ra đây anh. Ừ. 15 mét là quay thẳng mặt đây như này này. Kia là, đang là quay trường mầm non nhỉ? Trường mầm non. Kia là trường mầm non Tràng An, Thanh Hà này. Tràng An, Thanh Hà.